Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận giao hữu bóng chuyền hơi nam nữ giữa hai đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của xã Xuân Phương và đội tuyển bóng chuyền hơi nam nữ của Xóm Cà, xã Tân Khánh. Ở trận đấu này, các cầu thủ của Xóm Cà Tân Khánh phía gần với các bạn và các cầu thủ của Xuân Phương phía xa với các bạn. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Không hiểu ý nhau, bóng rơi tự do, một đầu. Đội Cà phát bóng, tỷ số là 2-1. Đỡ bóng ra ngoài sân, 3-1. Đội Cà phát bóng. Điểm cho đội Xuân Phương. Xuân Phương phát bóng 2-3. Bốn-2. Đội Cà phát bóng. Đập bóng không qua lưới. Đội Cà phát bóng 5-2. Đập bóng ra ngoài sân, 3-5. Đội Xuân Phương phát bóng. Phát bóng. Đập bóng ra ngoài sân, 4-5. Xuân Phương phát bóng. Phát bóng. Điểm cho đội Cà 6-4. Đội Cà phát bóng. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho đội Xuân Phương 5-6. Xuân Phương phát bóng. Phát bóng. Đẩy bóng ra ngoài thân, nghiêng về đội Xuân Phương 7-6. Xuân Phương phát bóng. Phát bóng. Xuân Phương thì phát bóng không qua lưới. 8 đều, 7 đều, hoan hô 7 đều. Đỡ bóng ra ngoài sân, riêng của đội Cà 87, đội Cà phát bóng. Điểm số 97 riêng của đội Cà phát bóng. Đánh bóng ra ngoài sân, 89 Xuân Phương phát bóng. Hết bóng. Điểm cho đội Cà 18, đội Cà phát bóng. Quả phát bóng rất khóa vào lưới rơi ngay xuống sân. 11-8. Đến 11 đội Xuân Phương phát bóng. Đi em bé ơi, em ơi đi. Anh Tuấn đập không có lưới. 10-11 riêng của đội Xuân Phương phát bóng. 10-11. Anh đọc rất mạnh. 12-10 nhưng đội Cà phát bóng. Đội Xuân Phương không hiểu ý đâu, để bóng rơi tự do. 13-10 đội Cà phát bóng. Đập bóng ra ngoài sân. 14-10 đội Cà phát bóng. Bắt bóng. Anh bắt bóng nhẹ quá, bóng không qua lưới. 11-15 đội Xuân Phương phát bóng. Điểm cho đội Cà 16-11 đội Cà phát bóng. Đẩy bóng ra ngoài sân. 12-16 Xuân Phương phát bóng. Phát bóng mà không có lưới. 17-12 đội Cà phát bóng. Mười tám 12 đội Cà phát bóng. 13-18 đội Xuân Phương thoát bóng. Thoát bóng. Số là 21. 16 lên rồi, lên lên, sách đấy rồi.